Vâng, em xin chào các anh. Nay thì em lại tiếp tục mà kiếm được một con N7 NX nữa cho phục vụ cho các anh nào đang hỏi con này nhé. Hôm trước con N7 NX thì đã được bán về cho một bác khách ở Quốc Oai, Hà Nội rồi. Đấy. Thì vẫn đang có khá nhiều khách hàng đang hỏi con này, cái đời này. Đấy. Thì em vừa mới có thêm một con nó về đây thì em phải đưa lên đây cho các bác luôn. Để các bác ai đang có nhu cầu mua thì liên hệ sớm cho bên em. Đấy. Các bạn nào nó có đặt mua con này là các bác xem được, các bác ở cho bên em luôn nhé. Đây con này về đây, hàng về đây nhé. Nhìn chung thì là nó còn ok, còn tất nhiên đây nó là hàng bãi nhé, thì nó sẽ có thể có một vài vết nọ vết kia một tí xíu, nó không tránh được 100%. À, nhưng mà con này thì em đánh giá là còn đẹp, à, được chưa? Còn đẹp nhé. Con cơ N7NX này thì có công suất là 60W, điện 100V nhé. À, điện 100V đây, AC 100V này, 60W này. Đấy, hàng đời cao nhé, đời 2011 cũng rất là cao. Đấy. Các cái đời thông thường khác nó chỉ khoảng 2004, nhưng con này 2011 cách tận 7 năm, đời rất là cao luôn đấy. Đây nhá, digital. Con này thì có cả đường digital in này, có thể kết nối đường quang này, có đường video in đằng sau đây để kết nối dây điện thoại máy tính này. Đấy, rồi là đường tiếp in này, kết nối điện thoại máy tính này. Đều kết nối được nhá. Đấy. Ngoài ra đằng trước mặt cũng sẽ có đường line in này, kết nối điện thoại máy tính này. Đấy, nhìn chung là cực kỳ nhiều đường vào để cho các bác là sử dụng cho cái việc là nghe nhạc là từ điện thoại máy tính ra. Đấy. Thì con này nhá, thì là có bác nào đang tìm những cái con mà còn đọc CD nhá, thì đây con này đọc đọc CD luôn đây. Đấy nhá. Này, máy này còn đọc CD luôn này. Đấy. 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 Đấy, đĩa đọc ok luôn nha. CD em test thêm luôn. Em không bảo hành mắt CD nhá. Đấy, cái này về các bác dùng cho em những cái đĩa xịn này, thì nó sẽ bền. Đấy, còn những bác nào mà dùng những cái đĩa nó kém chất lượng thì nói thật là nó sẽ rất nhanh hỏng mắt. Đấy, nên là cái vấn đề là ở đây là đôi khi là do người dùng nữa. Mình có giữ gìn cái mắt hay không, hay là mình phá mắt. Đấy, nên rất là khó. Đấy. Cái này thì em cũng chỉ biết là ở đây em bàn giao cho các bác là đĩa ở đây nó vẫn đọc, chứ còn về nó đọc hay không em không quan tâm nhé. Em chỉ biết là đĩa đây nó đọc thôi. Đấy. Còn tại sao lại như thế thì bởi vì nhiều bác là nhét những cái đĩa nó rất là tồi vào. Đấy. Nó tồi quá, nó không thể nào mà nhận nổi, nó không thể nổi mắt luôn. Đấy. Nên nó bị nhé. Ví dụ những cái đĩa như thế này này, nhiều bác là về những cái đĩa như thế này, những cái đĩa nó rất là xấu, chất lượng rất là kém. Đấy. Nên sẽ có những cái trường hợp là các bác về là cố gắng dùng những cái đĩa như thế này, nó bị mốc rồi, cũ rồi, có đốm rồi, về cứ bắt nó chọc đọc nên là nó không đọc được chuyện bình thường nhé. Hoặc có những cái đĩa mà em nói thật là định dạng nó không không đúng đĩa, nó không đọc. Hoặc là một số các cái đĩa như này này, nhìn thế này mới này thôi nhưng mà có thể nó đã hỏng rồi, cho vào nó không đọc là chuyện bình thường nhé. Đấy, các bác nhìn thấy ở đây em test từ cái đĩa thứ hai nó vẫn đọc này, thấy chưa? Mà đĩa này không phải đĩa gì nhá, đĩa không phải đĩa xịn gì nhá. Đấy. Vẫn đọc. Ví dụ như cái đĩa này. Cái đĩa này nó là một cái đĩa của Nhật nó về, nhưng nó để ở trong máy rất là lâu rồi. Đấy, mặc dù nhìn ở đây có vẻ như nó là một cái đĩa vẫn còn đọc được. Đấy, nhưng mà em cho vào các cái đĩa, các cái đầu đĩa thì hầu như nó đều sẽ báo là cannot read, có nghĩa là cái đĩa này nó không đọc được. Đấy, em sẽ thử xem có đúng đúng thế không nhá. Vì em đã thử cái riêng cái đĩa này em đã thử đến khoảng 4 5 cái đầu rồi. Thì nó đều báo là cannot read. Ơ con này thì đã đọc. Đấy. Đấy. Chứng tỏ con này mắt khỏe đấy, đọc được cả cái đĩa này luôn.
Cái đĩa này nhá, em nhét được mấy cái đầu rồi nó còn cắn nó rít luôn. Tức là nó báo luôn là không thể đọc được. Đấy. Nhưng đây con này đọc đĩa được luôn. Thử xem lại mà. Hay là nó lại theo kiểu là hồi quan phản chiếu thôi. Thử khoảng nữa xem như nào nhá. Quả này khả năng cao sẽ là cá nó rít. Đấy. Đấy. Những cái đĩa này, những cái đĩa kiểu như dạng phôi nó hỏng, nó đọc mãi không được, nó cứ thế này thôi. Đấy. Nhá. Sẽ có những phát thì có khi nó đang theo cái đà của cái mắt cũ, của cái đĩa cũ nó vẫn còn được thì nó đọc. Đến khi mà cho phát nữa nó hết cái đà đấy rồi thì khỏi đọc luôn. Vẫn đọc. Rồi. Thử lại nhá. Chứng tỏ con này mắt khá là khỏe. Nhận được những cái đĩa này. Vẫn đọc luôn. Thử thêm cái đĩa. Thử thêm một cái đĩa tự ghi của Nhật xem nào. Đĩa này một cái đĩa tự ghi của Nhật này. Nhìn lòng đĩa đã biết. Đấy, không có mã vạch gì cả. Cái thứ hai là cái phôi đĩa không có tên tuổi gì. Đấy. Thử xem như nào nhá. Cái mắt này chung hôm nay em rảnh em test kỹ cho các bác thôi, nhưng mà em cũng vừa mới đóng xong các cái hàng họ cho khách để chuyển đi ấy. Thì đang có cũng chưa có cái gì gấp gáp cả, nên là rảnh thì tôi test kỹ cho các bác một tí con CD nhá. CD vẫn đọc luôn. Đấy nhá, nói chung con này là đấy. Con này đĩa này nhận còn nhanh hơn cả cái đĩa vừa rồi luôn. Cái đĩa vừa rồi là đĩa nó bắt đầu nó bị kém rồi, mã nó mới nhận. Cái đĩa này này. Đấy. Được chưa? Đĩa nhận nha. Đĩa ok nha. Đấy. Đĩa ok nha. Thì bây giờ em sẽ test tiếp cho các bác ở đây là cái đường quang. Đường quang thì mình sẽ kết nối như sau. Mình sẽ kết nối dây quang vào đây này. Sau đó ấn chuyển đường quang TV sang cái đường ấn chuyển đường ở đây sang đường quang là đường digital này. Input chuyển sang digital nhá, đốc DIG ở đây. Thế là nó ra tiếng này. Đơn giản đúng không ạ? Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bây em chưa lớn chịu đôi vai gánh nhọc. Thầy mẹ thương em nhớ. Đấy nhá, con này thì mình có thể ghép với những cái đôi loa nó bát nó khoảng 14 như này nhá. Đấy, được chưa? Đấy. Đấy, đây đường quang chạy ok này. Đấy, đường điện thoại nhá. Điện thoại đây. Trong tình yêu như thế nào, sống sâu là bao nào đâu được đâu, lòng người ta ai biết
ví dụ như em cắm ở đường này nhá, thì em sẽ phải chuyển đúng đường này này, nó sẽ có tiếng nhé. Đấy. Đây là con RKN7NX nhá. À, con này thì nó ngoài ra nó sẽ có thêm cả đọc USB ở đây đấy nhá, thì là với những con đời cao này thì nó sẽ có thêm cả đọc USB. Những cái định dạng lọc được là MP3 và WMA ở đây, thì các bác có thể là copy những cái định dạng file nhạc này vào để mình nghe nhạc từ cái con này ra nhá, qua USB. Đấy, thì con N7NX này đang có giá bán là đi vâng. Với con này thì giá bán của nó là 1.900.000 nhá. Bác nào đang có nhu cầu mua thì vui lòng liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 594 581 hoặc là 0979891682 nhá. Em xin kết thúc video ở đây và xin hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng, em xin chào các bác. Vâng.